Được khởi động từ ngày 6 tháng 9, đến nay cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn lần thứ 2 đã đi được 3/4 chặng đường và bước vào cuối vòng 3. Trong thời gian qua, Tôi Khỏe Đẹp Hơn đã tạo ra một phong trào lành mạnh rộng khắp để người dân thấy rõ hơn giá trị của sự rèn luyện đối với sức khỏe. Tôi Khỏe Đẹp Hơn không phải là một cuộc thi tài nhan sắc, ban tổ chức sẽ không đi tìm một cơ thể hoàn mỹ mà đi tìm những nỗ lực lớn nhất, những khao khát lớn nhất để được khỏe hơn, đẹp hơn. Trong 2 ngày 30 tháng 11 và mùng 1 tháng 12, top 30 ứng viên lọt vào vòng 3 đã được ban tổ chức cuộc thi mời đến trụ sở của báo Sức Khỏe và Đời Sống để tham gia phần phỏng vấn. Trong số các ứng viên lọt vào vòng 3 của cuộc thi, có 6 thí sinh nam với tinh thần chiến binh, quyết tâm tham gia cuộc thi với khát vọng thay đổi, trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình. Mỗi thí sinh lại là một câu chuyện khác nhau, một cách tập luyện và chế độ dinh dưỡng khác nhau. Nhưng các ứng viên lại không giống như những đối thủ cạnh tranh giành ngôi vị quán quân, mà họ cùng nhau chia sẻ về chặng đường tìm lại chính mình, tìm đến lối sống tích cực và khỏe mạnh. Là thí sinh có cân nặng lớn nhất trong cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn, ứng viên Nguyễn Đắc Hải, sinh năm 1985, sống tại Hà Nội, hy vọng mình sẽ lọt vào top 12. Chia sẻ với chương trình, anh Hải trải lòng, biệt danh Hải Béo đã gắn liền với anh gần 40 năm nay. Từ lúc 3 tháng tuổi, anh đã có dấu hiệu bụ bẫm hơn bạn bè đồng trang lứa. Trong khi cả họ hàng nội ngoại đều không có ai bị béo phì, thì anh Hải là người duy nhất luôn ở mức cân nặng hơn 100kg và có nhiều bệnh lý nền như men gan cao, mỡ máu. Hành trình của mình từ khi tham gia chương trình Tôi Khỏe Hơn là khi trước khi tham gia chương trình mình đã nặng 168 cân và cơ thể rất là mệt mỏi và nặng nề, làm gì cũng không muốn làm và ngồi nhiều hơn là đi lại. Và khi mà biết đến chương trình thì mình đã đăng ký tham gia chương trình để cùng chương trình là để cải thiện sức khỏe và cân nặng của mình được tốt hơn. Và trong quá trình tham gia chương trình thì mình được làm quen với rất nhiều các anh chị và các bạn ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam mình cùng tham gia chương trình. Và cũng khi trước khi mình tham gia chương trình là mình rất ngại tiếp xúc với cả các bạn bên ngoài ấy. Mình chỉ thu mình vào một chỗ thôi vì mình cân nặng mình quá lớn, nên khi mình mất tự tin. Nhưng khi tham gia chương trình thì mình giao lưu với cả các anh chị và các bạn trên ở khắp mọi miền tổ quốc thì mình đã có niềm tin hơn. Khi tham gia chương trình thì mình có được lối sống lành mạnh hơn, có các bạn giúp mình được cái chế độ dinh dưỡng tốt hơn, lành mạnh hơn để mình có thể giảm cân cũng như cải thiện sức khỏe. Biết đến cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn từ năm 2022, nhưng anh Hải vẫn e dè chưa tham gia. Năm nay, việc tham dự cuộc thi đến với anh Hải rất tình cờ. Rất nhiều lần các bác sĩ khuyên anh phải giảm cân vì lý do sức khỏe, nhưng thực sự anh Hải vẫn chưa đạt được cân nặng mong muốn. Thời gian gần đây, anh Hải cảm thấy cơ thể nặng nề, chỉ cần leo 3 tầng cầu thang đã rất mệt mỏi, hơn nữa ảnh hưởng nhiều tới công việc. Nếu để tình trạng cân nặng vẫn ở mức báo động tới khi qua tuổi 40, anh Hải sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm về sức khỏe. Sau khi trải lòng với một người bạn cấp 3 làm PT, bạn của anh Hải đã tình nguyện hỗ trợ tập luyện và chế độ ăn uống để anh đạt được cân nặng mong muốn. Và anh Hải đã tham gia cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn cũng là một cách để tiếp thêm động lực cho việc giảm cân của mình. Đây là lần đầu tiên mà mình được phỏng vấn một chương trình nó lớn như thế này. Nên là nhiều khi là nói nó còn chưa lưu loát, nó còn rất là vấp váp nên rất nhiều. Mình cảm giác là, nhưng mà bây giờ mình xong rồi thì mình thấy đỡ run rồi. Đây có thể là cơ hội rất lớn để thay đổi bản thân và cuộc sống của mình. Bởi vì mình mang cái cơ thể này rất lâu rồi, từ khi còn rất là nhỏ mình đã cơ thể mình đã là nặng, rất là nặng rồi, rất là lớn mà đi đâu cũng làm gì cũng rất là ngại. Và khi mình đi học thì lúc nào mình cũng là người có cân nặng nhất là nhiều nhất trường. Đấy, nhiều khi rất là ngại. Mình khi đến chương trình này thì mình không nghĩ là mình lọt vòng 2, vòng 100 người đâu. Nhưng đến khi lọt vào vòng 3 là mình cảm thấy là mình có thể là phải quyết tâm hơn để làm sao mà có thể giành được vào được một chung kết trong 12 người và giành được một giải nào đó để làm kỷ niệm
Thì lần đầu tiên được tham gia một chương trình lớn như thế này. Là lần thứ hai đến với cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn, ứng viên Nguyễn Minh Thắng xuất sắc vượt qua hàng nghìn thí sinh để lọt vào top 100 và top 30 của cuộc thi. Nguyễn Minh Thắng được ban tổ chức cuộc thi đánh giá là ứng viên nổi bật với câu chuyện truyền cảm hứng đầy ý nghĩa. Năm 2022, chàng trai Nguyễn Minh Thắng, 28 tuổi, quê ở Hà Nội, biết đến cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn lần đầu tiên qua mạng xã hội và trên trang của báo Sức Khỏe và Đời Sống. Nhận thấy đây là một cuộc thi vô cùng ý nghĩa, liên quan đến sức khỏe, có yếu tố vận động và dinh dưỡng, anh đã không do dự mà đăng ký tham gia chương trình. Năm nay thì mình rất vui và vinh dự khi lần thứ hai được góp mặt trong top 30 của cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn lần này. Đến với cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn lần 2 năm nay thì cá nhân mình đã cùng với một nhóm 5 bạn nữa cùng tham dự cuộc thi lần này. So với cuộc thi năm ngoái thì mình chỉ tham dự một mình thôi. Nhưng mà đến với cuộc thi lần này thì mình đã lan tỏa, đã giới thiệu cuộc thi tới những người thân, người bạn bè của mình để cùng nhau tham dự. Bởi mình biết ý nghĩa của cuộc thi là liên quan đến yếu tố sức khỏe và vận động. Và những cái yếu tố này sẽ giúp cho các bạn đó thì cùng với cá nhân mình sẽ thay đổi được vóc dáng, thay đổi được sức khỏe của mình để có được những kết quả tốt hơn. Và đến với vòng 3 lần này thì mình có đặt mục tiêu một chút, đó là vượt qua kết quả của chính bản thân mình so với năm ngoái. Và so với năm ngoái thì mình muốn góp mặt, mục tiêu là góp mặt được vào vòng chung kết lần này. Khi mà nhận được thông tin là mình đã được góp mặt tại vòng top 30, vòng 3 của cuộc thi lần này thì cá nhân mình rất là hào hứng, rất là hồi hộp và cũng sẽ bên cạnh đó cũng rất là sẵn sàng để đến với cuộc thi lần này, gặp trực tiếp các anh chị trong ban tổ chức, trong ban giám khảo để mình có thể giao lưu, hỏi đáp và trò chuyện cùng với tất cả các thí sinh cũng như là các bạn trong cuộc thi lần này. Nên đó là một cảm giác rất là vinh dự đối với cá nhân mình. Ứng viên nam mà chúng tôi muốn nhắc đến tiếp theo trong top 30 là bác sĩ Nguyễn Anh Khôi. Anh từng là bác sĩ chuyên khoa cấp 1 hồi sức cấp cứu, năm nay 37 tuổi, đã có vợ và hai con. Là một bác sĩ có kinh nghiệm hơn 10 năm công tác trong ngành hồi sức cấp cứu, bác sĩ Khôi chuyên điều trị các trường hợp bệnh nặng như đột quỵ, tai biến, là những biến chứng của các bệnh mãn tính như tim mạch, đái tháo đường, tăng mỡ máu. Do đó, bác sĩ Khôi rất hiểu về sự nguy hiểm của các chứng rối loạn chuyển hóa. Đến với trường quay của báo Sức Khỏe và Đời Sống cùng người bạn đời, anh Khôi chia sẻ, bản thân anh trước đây cũng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, xuất phát từ vấn đề thừa cân. Với chiều cao khiêm tốn 1m58 nhưng cân nặng nhiều năm trên 70kg kèm theo chứng trào ngược dạ dày thực quản nặng. Kết quả khám sức khỏe định kỳ của bệnh viện cũng cho thấy mức mỡ máu, axit uric đều cao, gan nhiễm mỡ độ 1. Tuy nhiên mà cái hành trình từ giảm cân em rất là vất vả mà khó khăn. Có thời kỳ em đi kiểu một tuần em công tác ấy, em tăng từ 71 cân đến 75 cân, gần 76 cân. Rất là tăng như thế. Tất nhiên cái lúc đi lại thì cũng ăn nhiều hơn thật, nó mệt, mệt đến cái mức nói chung là lúc trong người lúc nào cũng lại khó chịu ấy, mà cúi xuống ngồi xổm ngồi được, cúi xuống cắt cái mông chân này cũng thật sự rất là khó khăn, cái mông bụng rất là to quá. Rồi kiểm tra thì huyết áp lên bằng nhịp tim không đều, nhịp tim bị ngoài tổng thu thất, thì lúc đấy không có cách nào cả, vì huyết áp chưa đến mức điều trị, mỡ máu chưa đến mức điều trị, gan nhiễm mỡ cũng chưa độ 1 đến độ 2, cũng có thuốc nào đặc trị cả. Nhiều khi nghĩ là bây giờ mình là trụ cột kinh tế gia đình ấy, nhưng mà bây giờ mình mà ốm đau thì vợ con ai nuôi. Sau này cũng từ mua máy về nhà tập, thì một trong những nguyên nhân béo của em là do trực dày quá, 3 ngày em trực một lần, và ăn cơm căng tin, ăn cơm bụi, và thức khuya thì đôi khi là đói đói là cũng ăn hàng đêm. Mà kể cả là khi mà em giảm cân thì biết là nếu mà hoạt động thể chất không biết cách ăn uống thì cũng giảm được. Một tuần em tăng 4 cân nhưng mà mất 9 tháng ròng ròng mới giảm về 3kg, từ 75 về 72kg. Nhưng cái vòng bụng lúc cũng rất là to, và sức khỏe, đi kiểm tra sức khỏe thì đi gắn như mỡ độ 1 đến độ 2. Và em thấy không ăn thua, không đúng. Thì lúc đấy may mắn là bạn của em là một cũng là bác sĩ, bạn ấy làm bệnh viện quân y và bạn ấy bảo là có cái phương pháp giảm cân cho mình. Và bạn ấy tư vấn cho mình đến nhóm dinh dưỡng. Thì em cũng rất là bận nhưng cố gắng sắp xếp. Cái quan trọng nhất là em được thay đổi cái thói quen. Trước đây ngủ dậy buồn thì bây giờ phải dậy sớm mới để ra cho kịp để đi làm. Trước đây mình lười uống nước nhiều hơn. Trước đây mình ăn uống mình không định lượng hoặc là không nhận biết thức ăn xấu thức ăn tốt ấy. Thì sau đó em có ý thức hơn với cái đó. Và em ăn uống thì cũng không hoặc lên thực đơn cho ăn uống nhưng mình không theo được bởi vì mình trực nhiều quá, nhưng mà mình cũng có ý thức hơn. Ăn bớt cơm đi, đặc biệt bớt tinh bột một chút. Bình thường ăn nhiều cơm lắm, lúc đó em ăn thì em lên lấy cơm để đổ bớt ra đi, và em lấy thêm thức ăn và thử nữa. Thì hành trình 6-3 tháng, đợt để 6-3 tháng em giảm được 9kg. Thấy người mình khỏe mạnh hẳn, nhanh nhẹn hẳn, trẻ ra hẳn.
Mà nhiều đồng bạn bè hay là thậm chí là bệnh nhân của em, bệnh nhân quen họ khám em một thời gian, họ không gặp em, họ còn tưởng mình bị bệnh gì cơ. Nhưng mà họ nhìn kỹ lại thấy mình sáng hơn trước rất là nhiều. Để mà thầy cố mà xin cái ảnh của em trước có một thời điểm ảnh mặt em tròn nòng hết cả cằm nó bùng rất là to thế này, và họ tưởng mình bệnh gì, nhưng mình rất là khỏe, mình rất là thích. Thì sau khi em vào cái giá trị, sau khi em giảm cân thì các cái chỉ số sinh hoạt em kiểm tra được ổn định hết, đặc biệt cái chứng trào ngược, cái thứ mà em lo lắng nhất ấy, thì nó cải thiện hẳn, mà chỉ còn có lâu lâu cái ở lên một chút thôi, khi mình ăn nhiều quá thôi, chứ còn ngày xưa là liên tục được nóng rát sau này, nóng rát sau này. Rồi cái gan nhiễm mỡ thì cũng hết luôn. Chỉ do giảm cân thôi đấy. Chỉ do giảm cân thôi ạ. Thì quá trình giảm cân của em thì cũng em chỉ vận động, không vận động nhiều đâu, vì cũng bận gần đấy, xong nhờ quá trình tham gia cuộc thi này mà em nó tập chạy. Nó chạy rồi. Thì sau đó thì giảm cân tốt rồi, em truyền cảm hứng rất là nhiều người. Nhiều người nhìn thấy em cải thiện tốt. Trước đây thì và họ cũng nghe em chỉ cho họ ra nhóm mà em cũng giúp họ được giảm được cân, cải thiện khỏe. Trước đây quan điểm về chăm sóc khỏe của em thì chỉ dùng thuốc ấy, tín vào thuốc các kiểu thôi. Nhưng mà sau em nghĩ lại thì đúng là những cái bệnh chuyển hóa, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, rồi gan nhiễm mỡ ấy, là những cái bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa. Thì chỉ có gì điều chỉnh bằng thói quen lối sống, ăn uống sinh hoạt mới đỡ được. Thì bây giờ nếu trường hợp mà họ mà có vấn đề sức khỏe thì mình điều chỉnh thuốc cho họ và mình chứ vẫn là chế độ ăn giảm cân. Như người khác thì giảm cân thì xong rồi vào bệnh viện có thể phù hợp cho bác sĩ, vì họ không phù hợp lắm, như em thì có thể tư vấn cho họ được. Thì sau khi em tự hào là bây giờ em giúp được nhiều người, mà khi mà họ giảm được cân thì các cái chứng rối loạn chuyển hóa đỡ và giảm được lưu thuốc xuống, thuốc tiểu đường, thuốc mỡ máu, thuốc huyết áp họ đều giảm được lưu cả. Và em cũng truyền động lực được cho gia đình của mình, thì cũng gia đình cũng tham gia gia đình cũng cải thiện sức khỏe rồi tập luyện thể thao. Thì trước khi tham gia cuộc thi tôi khỏe đẹp hơn thì bắt đầu em đi, tức là đến cái giai đoạn em chững cân ấy, giai đoạn chững cân thì nó khó giảm tiếp bằng nữa. Thế là nhờ cuộc thi này thì em cũng năng vận động hơn, thì cũng khi mới bắt đầu thì em chỉ chạy được cây hơn cây là thấy mệt rồi, nhưng mà bây giờ chạy gần em tự tin là chạy được 10 km, không được nhanh như người khác nhưng mà chạy được và cũng nhẹ nhàng mà cũng không thật được khó khăn. Đến bây giờ là đang là rất là hạnh phúc rồi, vì chính anh đã vượt qua được những cái khó khăn thử thách trong quá trình giảm cân, và bản thân gia đình nhà mình cũng thay đổi nhiều. Khi anh giảm cân thì anh có thêm cái phần là năng động, tức là tập luyện nhiều hơn, và cả gia đình nhà mình là bây giờ là đang hai vợ chồng cùng rủ nhau tập luyện, cả con cái nữa. Mình đang theo cái bộ môn chạy bộ, là những cái buổi chiều là thường cả gia đình cùng chạy bộ với nhau, nên là mình cảm thấy khá là hài lòng. Và nếu như mà tương lai thì mình cũng sẽ muốn là anh giảm thêm một vài cái cân còn sót lại đấy, còn thừa đó, thì sẽ cố gắng cái liền để giảm cho hết cân để vóc dáng đẹp hơn nữa, hoàn hảo hơn nữa. Kể từ khi chính thức phát động, cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn lần thứ 2 đã hứa hẹn một cuộc đua đầy hấp dẫn, kịch tính. Tính đến thời điểm hiện tại, chặng đua về tập luyện, vận động và thực hành dinh dưỡng dành cho top 30 đã kết thúc. Ai là ứng viên nỗ lực nhất, xuất sắc nhất và giành các giải thưởng danh giá của cuộc thi sẽ được công bố vào đêm ngày 15 tháng 12 tới đây. Thế nhưng dù kết quả như thế nào đi chăng nữa, với mỗi ứng viên tham gia cuộc thi, điều thành công nhất là mỗi người đều đã vượt qua giới hạn của bản thân, tự chiến thắng được chính mình và vẫn đang rèn luyện không ngừng để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất.